Chúng mình cùng bắt đầu vào phần thứ nhất như mọi khi, đó là phần từ ngữ theo chủ điểm. Ở phần từ ngữ theo chủ điểm, chúng ta sẽ lần lượt mở rộng các từ ngữ theo hệ thống của bài tập. Bài tập thứ nhất, dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ ước mơ? Nghĩ đến những điều xa xôi không có thực tế, nghĩ đến những điều mà mình chưa có, mong muốn những điều tốt đẹp hay mong muốn những điều có lợi cho bản thân và mọi người. Trong số những phương án này, ta sẽ lựa chọn nghĩa đúng cho từ mơ ước, đó là mong muốn những điều tốt đẹp. Như vậy, ta đã tìm hiểu nghĩa của từ mơ ước. Các phương án còn lại, chúng ta sẽ cùng nhắc đến trong bài tập sau. Chúng mình sang tiếp bài thứ hai, bài mà cô và Tuliha sẽ cung cấp cho các con những từ đồng nghĩa với từ ước mơ. Ta có những từ đồng nghĩa bắt đầu bằng tiếng ước và từ đồng nghĩa bắt đầu bằng tiếng mơ. Chúng mình cùng tìm từ nhé. Bắt đầu bằng từ tiếng ước, ta sẽ có những từ đồng nghĩa với ước mơ, đó là ước mơ, ước ao, ước vọng. Con cũng có thể sử dụng từ ước muốn hoặc ước mong. Bên cạnh đó, con cũng có thể lựa chọn những từ đồng nghĩa mà bắt đầu bằng tiếng mơ, ví dụ mơ ước, mơ tưởng hay mơ mộng. Đây đều là những từ đồng nghĩa với từ ước mơ. Cô ghi lại để các con nắm được cho rõ hơn nhé.